choáng với mức độ đầu tư xa xỉ của đoàn làm phim Cá Mực Hầm Mật, giá phòng một đêm đến hàng vạn tệ. Những đoàn làm phim nghèo túng, một thỏi son dùng chung cho cả dàn diễn viên, ta đã từng gặp nhiều. Thế còn những đoàn làm phim giàu có, tiêu tiền chẳng khác nào đại gia thì thế nào? Trong một tập phát sóng mới đây của Cá Mực Hầm Mật, nam chính Hàn Thương Ngôn chỉ tùy tiện vào một khách sạn nghỉ ngơi mà giá một đêm cũng lên đến con số hàng vạn tệ. Trong tập mới nhất của Cá Mực Hầm Mật, một nhân vật mới tên Châu San xuất hiện gây phẫn nộ cho người xem. Cô nàng nữ biên tập viên si mê Hàn Thương Ngôn và dùng đủ mọi thủ đoạn để đeo bám anh chàng gùn thần này bằng được. Hai người ở chung một phòng khách sạn, mãi đến buổi tối Hàn Thương Ngôn muốn gọi video cho đồng niên thì Châu San bắt đầu hành động. Cô nàng mặc đồ tắm ngang nhiên xông vào phòng của nam chính khiến người xem vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, có thể trông thấy gian phòng của Hàn Thương Ngôn ở có một chiếc giường đôi lớn, đối diện là cửa sổ nhìn ra cảnh giữa lòng đại dương. Cảnh tượng không khác những gì ta thường thấy tại các thủy cung, vừa nhìn đã biết giá phòng không thể hạt rẻ được rồi. Cư dân mạng tinh mắt chú ý đến khách sạn này, sau đó bắt đầu lùng sục trên mạng và phát hiện ra đây là một khách sạn nằm ở Tam Á. Gian phòng này của Hàn Thương Ngôn ở là một gian phòng hạng sang với mức giá lên đến 108.888 tệ, tương đương là khoảng 370 triệu Việt Nam đồng một đêm. Nhiều người bày tỏ rằng nếu không xem phim này thì cũng chẳng biết được cuộc sống của người có tiền xa hoa thế nào. Hơn 100.000 tệ một phòng 340m², diện tích này tương đương với một căn chung cư có 5 phòng ngủ. Thế nhưng đây chỉ là một gian phòng khách sạn. Trong mạch phim, có đoạn nói rằng Hàn Thương Ngôn phải vay tiền anh em tốt để tặng đồng niên một chiếc vòng cổ giá 9.500.000 tệ, khoảng 3,2 tỷ Việt Nam đồng. Nghĩa là anh chàng quân thần đã nghèo đến nỗi gần như phá sản, thế mà vẫn có tiền để ở phòng khách sạn giá 100.000 tệ. Có lẽ sự lý giải về từ nghèo của khán giả và đoàn làm phim là không giống nhau. Có một khán giả còn đùa rằng anh nào có giống một người phải đi mượn tiền. Trong phim, khán giả còn bắt gặp một đạo cụ mà giá của nó có thể đủ cho một gia đình bình thường ăn mì gói trong một năm. Tòa lâu đài Disney nhìn có vẻ bình thường nhưng giá trị lên đến hàng chục ngàn tệ. Giá của mỗi tòa thành dao động trong khoảng từ 2.200 đến 3.000 tệ, tương đương là khoảng 10 triệu Việt Nam đồng. Mà khối lâu đài này phải có đến 4 tòa thành ghép lại. Các nhân vật trong phim còn mua 28 đĩa trò chơi cùng lúc, trung bình mỗi cái là 250 tệ, khoảng 1 triệu Việt Nam đồng, cùng với PS4 và các thiết bị khác để chơi game tổng cộng hết 11.000 đến 12.000 tệ, khoảng 38 triệu Việt Nam đồng. Có thể thấy đây là điều mà chỉ hội Rich Kid mới dám bỏ tiền ra hưởng thụ, thế mà các nhân vật lại suốt ngày mở mồm ra hỏi tiền mượn nhau, thật đến là kỳ lạ. Chỉ mấy đạo cụ đơn giản vậy thôi cũng đủ tốn kém lắm rồi, thế mới thấy đoàn làm phim Cá Mực Hầm Mật giàu có thế nào.